Xin kính chào bà con cô bác và quý anh chị. Phương Thủy rất vui khi được tiếp tục đồng hành và chia sẻ các mẫu nhà đẹp ngày hôm nay. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thực tế một mẫu nhà mái Thái hiện đại 1 tầng, 4 phòng ngủ của gia đình anh chị Hoàn Thu, có địa chỉ tại Triệu Sơn, Thanh Hóa, được các kiến trúc sư của nhà đẹp ATZ thiết kế. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng Phương Thủy khám phá xem mẫu nhà này có gì đặc biệt nhé! Từ trên cao nhìn xuống, chúng ta có thể nhìn thấy được toàn bộ không gian của ngôi nhà với thiết kế bình dị, được xây dựng ở vị trí vô cùng đẹp. Xung quanh là cánh đồng bát ngát và cây xanh không bị che khuất bởi các nhà khác, giúp cho không gian của ngôi nhà càng thêm thoáng đãng hơn. Với cuộc sống nhộn nhịp như ngày nay thì không gian yên bình chính là một cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Do có ưu thế về diện tích đất nên chủ nhân của ngôi nhà thiết kế theo phong cách nhà vườn, vừa là nơi nghỉ ngơi lý tưởng, vừa có không gian cho con cháu vui chơi. Đi từ bên ngoài vào, chúng ta có thể nhìn thấy ngay hàng rào cổng được bao quanh ngôi nhà. Hàng rào được xem như một bức màn chắn, ngăn cản mọi tác động xấu từ bên ngoài, ảnh hưởng đến ngôi nhà. Và khi xét về phong thủy tường rào, thì việc bố trí cửa ra vào khá là quan trọng. Chúng cũng ảnh hưởng đến vận mệnh của gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình. Với những ngôi nhà có khuôn viên sân rộng, tránh đặt cửa chính và cổng ra vào đối diện, thẳng hàng với nhau mà nên bố trí so le, lệch sang một bên. Bước vào bên trong là một không gian sân vườn rộng rãi, được trồng nhiều cây xanh. Đi từ bên ngoài vào, phía bên tay phải là hàng cây cọ và phía bên tay trái là một hàng cau. Một khung cảnh tuyệt vời nơi làng quê đúng không ạ? Và như chúng ta đang được nhìn thấy, một không gian xanh mát của rau xanh được gia đình tận dụng, trồng thêm rau sạch để sử dụng, vừa an toàn lại giúp cho không gian của ngôi nhà thêm phần đẹp mắt hơn. Với những mẫu nhà mái Thái thì ưu điểm là dễ dàng thoát nước mưa và tản nhiệt vào mùa hè. Đối với công trình này thì chúng ta thấy rõ được hệ mái Thái lớn nhỏ, chính phụ, xếp chồng khéo léo lên nhau. Kết hợp với ống khói trang trí, tôi điểm cho hệ mái thêm sinh động, có hồn hơn, tránh được sự nhàm chán của kiến trúc hiện đại mái dốc bình thường. Sự đăng đối thể hiện khá rõ ở phần cột. Chân tường được ốp đá, tăng tính thẩm mỹ, lại hạn chế được ẩm mốc do ảnh hưởng của thời tiết. Màu trắng giúp cho ngôi nhà trở nên nổi bật và hài hòa với khung cảnh xung quanh. Đây chính là màu trung tính nên phù hợp với rất nhiều tuổi mệnh khác nhau. Phần tường bên ngoài được ốp thêm một lớp gạch tương đối đơn giản, mộc mạc nhưng lại là điểm nhấn giúp cho ngôi nhà tinh tế và đẹp mắt hơn. Ngôi nhà được thiết kế với tổng diện tích là 165m², chưa tính khu vực sảnh và có một gác lửng bên trên, nên không gian bên trong rất thông thoáng, với chiều rộng là 10m và chiều dài là 20,3m. Công năng bao gồm một phòng khách, một phòng thờ, một phòng bếp, một phòng ăn, 4 phòng ngủ và 2 khu vệ sinh chung. Công trình được thiết kế 2 sảnh, một sảnh chính đặt ở phía mặt tiền và một sảnh phụ bên hông nhà với phần sân rộng rãi. Bên ngoài cửa sổ phần sảnh phụ được thiết kế một dàn lam gỗ. Gia chủ có thể treo những giỏ hoa trang trí và là nơi ngồi thư giãn, ngắm cảnh của gia đình. Và không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết công năng của ngôi nhà này nhé! Bước qua 5 bậc cấp, được ốp đá tự nhiên, chúng ta sẽ bắt gặp ngay một không gian phòng khách có diện tích 33m², được đặt ở vị trí kết nối giữa sảnh chính và sảnh phụ của ngôi nhà. Do công trình có 1 tầng nên phòng khách là nơi sinh hoạt chung chủ yếu cho tất cả các thành viên trong gia đình, cũng là nơi đón tiếp khách đến chơi. Chính vì vậy mà thiết kế được chúng tôi quan tâm từ hướng cho đến cách thiết kế nội thất bên trong. Hệ cửa chính và cửa sổ được làm bằng cửa gỗ kết hợp kính cường lực. Các cửa còn lại đều được làm bằng cửa nhôm kính sinh pha, giúp cho không gian bên trong luôn thông thoáng và đón nhận được nhiều nguồn ánh sáng tự nhiên vào bên trong nhà. Từ phòng khách nhìn sang bên phải là 4 phòng ngủ được nằm thẳng trục. Các phòng ngủ thì được nằm cạnh nhau. Phòng ngủ số 1 là phòng ngủ rộng nhất với diện tích là 16m². 3 phòng ngủ còn lại đều có diện tích là 12m². Tất cả các phòng ngủ đều được bố trí các ô cửa sổ để lấy sáng. Trong thiết kế nhà ở, ngoài cửa chính ra thì cửa sổ cũng đặc biệt được coi trọng
vì nó giúp cho căn nhà được lưu thông không khí, tạo cảm giác thông thoáng vừa đủ cho mỗi thành viên trong gia đình, nhất là không gian riêng tư. Phòng ngủ thì cửa sổ lại càng quan trọng, nó như mở ra một không gian thư giãn tuyệt vời sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khi thiết kế, chúng tôi đưa ra các phương án có cả phòng ngủ master và phòng ngủ thường. Nhưng theo ý của chủ nhà thì chỉ sử dụng phòng ngủ thường, còn khu vệ sinh thì được thiết kế riêng biệt. Chính vì vậy đã được chúng tôi thiết kế tất cả các phòng đều là phòng ngủ thường. Ngăn cách giữa phòng khách và phòng ăn nhờ vào hệ vách làm gỗ. Phòng ăn với diện tích 29m². Và không gian tiếp theo là khu bếp nấu có lối đi ra bên ngoài rất thuận tiện trong quá trình sử dụng. Phía bên trên bếp nấu, gia chủ đổ bằng để tét nước bên trên. Khu vệ sinh chung được bố trí về phía cuối nhà, được chia làm hai ngăn riêng biệt và được bố trí đầy đủ thiết bị, tránh trường hợp ách tắc khi gia đình có khách hoặc có việc tụ họp đông người, vẫn đảm bảo được công năng sử dụng. Cầu thang lên gác lửng được bố trí khéo léo ở phía sau lam gỗ nên không làm ảnh hưởng đến không gian thông thoáng bên trong của ngôi nhà. Gác lửng bên trên được bố trí cao 3,2m so với cốt sàn và được bố trí một phòng thờ. Đây là vị trí cao giáo của ngôi nhà, vừa thể hiện được sự tôn nghiêm, kín đáo, vừa ấm cúng. Bàn thờ được bố trí tọa cát hướng cát theo hướng tốt của trạch chủ. Và tận dụng không gian tầng lửng, còn được chúng tôi thiết kế một phòng kho nằm ở bên trên khu vệ sinh để chứa đồ khi gia đình chưa dùng tới. Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau tham khảo thực tế mẫu nhà vườn mái thái một tầng của gia đình anh chị Hoàn Thu. Nếu các bạn thấy hay, hãy đừng quên nhấn like và chia sẻ đến cho bạn bè, người thân của mình nhé. Mọi ý kiến thắc mắc, anh chị có thể để lại bình luận bên dưới video. Đội ngũ kiến trúc sư sẽ liên hệ lại cho quý vị một cách nhanh nhất. Hoặc các bạn có thể gọi điện đến số hotline 0985 898 188 để được tư vấn miễn phí. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.